Đây đâu, Chép xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay, ngày mùng 6 tháng 3, em xin giới thiệu tiếp các một chiếc đầu của hãng Soli. Mức model của nó là MXD-D1. Model này em bán cũng khá là nhiều rồi. Nó có chức năng 3 trong 1, đọc đĩa CD ở bên tay trái, đọc đĩa MD ở bên tay phải và chuyển đổi âm thanh qua đường analog cần một đĩa mồi. Đây, đường line đây. Rất là tiện lợi để cho các bác sử dụng, chất âm khá là hay. Đấy, tăng giảm âm lượng bằng nút Z level này. Đầu này thì được sản xuất năm 1996 với giá xuất xưởng của nó là 77.000 yên, nó tương đương với khoảng độ 16 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Nó có size ngang là 43 cm, chiều cao của nó là 10,7 cm và chiều sâu là 29 cm. Và nó nặng là 4,5 kg. Chip giải mã thì dùng hai con chip giải mã CXD 8567 và một con là CXD 8566 cho chất âm chi tiết sạch sẽ. Đấy. Về phần ngoại hình thì em xin quay chi tiết để cho các bác được chiêm ngưỡng. Về phần ngoại hình đây thì trước lần này về thì đây nó có chảy một chút. Đấy. Cạnh trên này có chảy và đây có vết chảy nhẹ nhẹ màu đen cho nên là nhìn không rõ. Đấy. Về phần nắp lưng thì đây có bong sơn, đây là bong sơn nhé, chứ không phải chảy xước nhé, bong sơn. Đấy. Hầu như cái nắp lưng của những dòng này về thì nó hay bị bong sơn kiểu này nhé. Đấy. Đây, xước này. Rồi. Trên đây. Đây có bông sơn. Đây nữa. Ở đây. Đây. Model của nó là MXD-D1 điện 100V, công suất của nó 24W. Series máy của nó là 200040 mà được sản xuất tại Nhật Bản. Có một đường analog vào để chúng ta làm chức năng chuyển đổi âm thanh, đường analog ra cái nối âm đi và đi đường quang ra. Đấy. Màu đỏ là động bình thường, phía sau đây thì có sức nhẹ. Đấy. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản, mắt đọc cũng zin theo máy luôn. Đấy. Đây dòng mật đọc 213. Đây chip giải mã đây ạ. Đây, hai con chip giải mã PCM 8567 và 8566 nằm đây. Đấy. Tụ lọc cái EOLA cao cấp dung lượng lớn 22.000 mi to. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của chiếc đồng này để cho các bác được thưởng thức. Và giá của chiếc đồng này thì em bán với giá là 2 triệu đồng. Bao chức năng đọc đĩa CD, đọc đĩa MD và chuyển đổi âm thanh qua đường analog này. Còn chức năng ghi đĩa MD thì em không bao nhé. Bác nào chuyển đủ tiền thì em bao ship, bác nào đặt cọc thì em không bao ship. Đấy, trong quá trình nhận hàng các bác test kiểm tra sản phẩm bên em bị lỗi giữ nguyên tem niêm phong đóng gói cẩn thận gửi lại bên em nhận hàng kiểm tra đúng lỗi thì hoàn tiền lại 100% cho các bác hoặc các bác đổi ra sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Còn trong quá trình các bác sử dụng thì bên em không bảo hành nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác. Đấy, nếu như sản phẩm mà bị lỗi đấy, mà không có thợ sửa, tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Đấy. Ngoài bên em thì các bác yên tâm về sự cố. Đầu thì không kén đĩa, đọc tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng nhé. Em mà test một cái đi sao tự chép đây để cho các bác được thưởng thức ạ.
Đã nhận đĩa. Các bác hãy đeo tay phone vào để cùng em thưởng thức và dùng đĩa CD thì các bác ấn đĩa CD hiện đèn đây, MD thì chuyển sang MD đây. Đấy. Và chiếc đồng này á, thì nó có kiện MM cái số 12 này ở trên màn hình nhé. Đấy. MM. CH72. Người đi vào tim.
Em xin phép dừng cái chức năng test bên ổ CD và em chuyển sang test cái chức năng đọc đĩa MD, thì ấn cái nút sang MD. Đấy. Thì muốn làm chức năng chuyển âm thanh thì chúng ta gạt sang đây nhé, để che cái ổ cái lỗ lại để làm chức năng chuyển âm thanh. Chứ còn chúng ta cái đĩa mà nó hở thì không làm được, phải gạt che lại. Đấy, đã nhận đĩa.
gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô. Em đứng lên mùa đông nhạt nhòa, từng đêm mưa, từng đêm mưa, mưa lạnh từng ngón xương ngủ. Em đứng lên mùa xuân vừa mở, nụ xuân xanh cánh thênh thang, chim về vào ngày tuổi em trên cánh bão bùng. Rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vợi, mùa hạ khói mây. Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân hao gầy, gọi buồn ngất ngây. Ôi tóc em dài đến thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi. Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người, nghe xót xa hằn lên tuổi trời. Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tim buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp. Chức năng đọc đĩa MD hoạt động hoàn hảo, và sau đây em test cái chức năng chuyển âm thanh qua đường analog. Thì ấn vào nút like này các nhé. Đấy, và cần một cái đĩa MD mồi đặt bên trong. Đấy. Và ấn cái nút co này, Z này là xong nhé. Tăng giảm âm lượng được. Đây. Tăng giảm âm lượng to nhỏ được nhé.
khuyên cài đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây giá bằng xoay cơn mê đầy tìm đến bên rồi em xin phép được dừng video tại đây. Thì, các chức năng hoạt động hoàn hảo, chỉ có một chức năng ghi thì em không mong chức năng ghi đĩa mà đi thôi. Đấy, và giá thì bên em bán với giá là 2 triệu đồng, em bao phí ship toàn quốc, cho nào chuyển đổi tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907223269, em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào, hẹn gặp lại ở video sau ạ.